phong cách cổ điển có gì đẹp và giường ngủ Sơn Đông có gì đặc biệt thì chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội thất Sơn Đông. Ngay bây giờ tôi và quý vị hãy cùng đi tìm hiểu chiếc giường này. Xin mời.